cháy hết trơn. Đúng rồi, liều 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 Khanh ơi, nói lẹ lên anh đẹp ơi. Thời gió nè, còn một tổ ơi ở dưới cờ liên thanh đó kìa, hỗ trợ quay kìa, quay nhớ dơm dơm lên cho cục mặt chị giữ á. Ở trên này lỡ chớn ra đâu có trả lời được. Khủng quá nha. Trời ơi, giờ hai anh em ngồi nghỉ mệt nha nha. Đó, bắt ông không không có chùm đầu luôn nha. Đây. Hốt cây mười mấy tổ mà không có chùm đầu gì hết trơn á nha. Đó, tổ tổ lưng kìa. Đó, đó tổ tổ lưng nữa. Rồi rồi cái đó. Cái cây rồi. Cái cây thì nó cao nè. Khủng khiếp rồi. Ừ. Nhánh này 3 tổ nè. Cái cây nhìn đi. Ngủ á. Mà ông thấy nó ấy ấy. Không bao phổ độ leo được mạnh tay mà phải mà khỏe chứ. Đây là gió hay đứng nha chị ấy nè. Đây. Này anh chinh phục cây sao này nha. Nó hết trời rồi. Cái cây này hết biết luôn nha. Nó cao rồi nè. 10 ổ nha nha. Bên này 3 ổ luôn nha. Đó. Cây sào rất là khủng nha, bên này đi với anh Điệp. Cây sào này ngày trước anh cũng có bắt rồi mà chưa có leo nữa nha, hôm nay là leo luôn, chinh phục luôn. Đó, 10 tổ nha nha, tổ là mấy con mọc dữ lắm nha. Rồi, mấy anh em đang bó ruốc. Đây, cụm dây. Đó, bó ruốc nữa nha. Có mấy cây gội nha, cái này chơi xịt dừa không nổi đâu. Xì dừa hôm nay em chạy vậy nha, chơi đuốc nha. Canh xì dừa mà anh tôi nói gì vậy trời. Tính sáng miếng xì dừa lên mà ngán quá vậy. Đợt trước quýnh tôi dầm nó mấy trăm mũi rồi. Bữa nay coi xuồng xẻ luôn nha. Nên mình bỏ nó cái đuốc. Cũng 7-8 cây, 10 cây vậy. Cho nó nhiều dưỡng xíu. Rồi, chuẩn bị lên cái này. Anh Điểm lên trước rồi nha. Nay em đồng hành cũng đẹp nha. Cái tới trước, cái tới trước, sao đốt cái. Rồi, dưới lên nè em. Lên như này. Một cái cho em nha. Một cái bước, 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 trời. Ủa, quá trời cùng mặt dưới đây. Ừ, cùng mặt nó dữ lắm. Ừ.
cả nhà. Hết biết cái cục mật. Buộc cái giọt, cái giỏ sách với hai cây gọi đi luôn đi. Mỗi lần cục mật thấy ghê luôn ta. Bắt trên dài xuống cái gì đi. Hả? Bắt ở trên dài xuống cái gì. Quá trời cục mật. Trời ơi. Đó rồi nó. Đó rồi nó ra trước luôn. Ừ. Rồi anh đẹp rồi. Trời ơi, nó phì kìa. Quá trời quá đất luôn. Cái gì? Chúng đánh lắm. Cái da quýnh rồi trời. Hùng à. Cái da quýnh rồi. Ổ dưới á. Hả? Ổ dưới nó hùng. Ổ dưới gió kìa. Trời ơi, cái gì vậy? À, da, ông này quýnh nhất dữ trời. Nhất không? Ông già hả? Trời ơi, cái giỏng má ơi. Cái gì? Cái giỏng. Lắm quá, qua đây Khanh. Hả? Mặt ở đây chắc chắc dữ lắm quá. Dữ không anh, khui hàng đầu tiên đi. Quá trời, anh được bắt lỗ đầu tiên nha nha. Thôi, 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 được rồi. Hả? Đứng đó, xung quay, xung quay đi, 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 đi. Anh cắt cái khẩu này lại ăn cái cho anh hưởng hết rồi. Ồ, ổ đó công chúa quá trời. Hả? Ổ đó công chúa quá trời luôn. Ây da, nó kêu cổ nó quýnh trời, kỹ tâm. Sao vô được? Biết sao mà chưa được, nó mới cái luồng cổ quýnh nè. Cắt sổ đầu tiên nha. Anh gặp chúa ở dưới bỏ một cái. Gặp chúa hả? Ừ, gặp mấy ông chúa dưới bỏ những cái để nó chia bày. Ô, mặt cái này. Mặt cũng im ha. Cây này 10 tổ hả ta? Một cổ này, ổ này, hai, ba. Gọc chúa hả? Gọc chúa dưới bỏ nè. Ừ. Bốn. Ở dưới cái nhánh này nha, Điệp đang bắt còn sáu. Hai một cổ nữa. Thôi Điệp cắt rồi. Sáu. Sáu dưới đây ba ổ nữa. Trời ơi, chín mươi gõ gì lắm ở đây nè. Hết biết rồi. Lên đó nữa kìa. Chín tiếp. Rồi, anh cắt ổ đó đi. Khối nó bay lên dữ ta. Cái này hả? Hả? Ừ, gọc gọc chúa hả? Anh gọc đi nữa nó chia bậy á, để nó chia bậy chứ. Ủa cùng mặt quá. Quá rồi sao? Nhìn danh danh lại. Tôi giỡn sâu rồi anh Điệp ơi. Hả? Giỡn sâu rồi. Ủa mặt quá trời. Trời ơi nước chảy dữ vậy. Cái đó có mặt á, là không phấn qua có nhiều đâu. Này có mặt hả? Ừ. Cái này có chút xíu à. Có gì để tí mình lọc. Mặt quá trời ngon luôn à. Màu đẹp ghê luôn. Hả? Cái màu mặt đẹp quá. Ướt nó trơn lắm á. Cái gì? Ờ. Mặt hơn. Quá trời ngon cả nhà. Đẹp ha. Rồi, hơn lắm bạn. Hơn lắm mặt, cục đó hơn lắm. Bây giờ đi ra tổ mà. Để em lên ở trên. Đây, anh lên hốt cái tổ đầu tiên nữa nha. Quá trời. Cũng thiếu cái tổ, nó đóng tới cùng dây rồi. Cùng dây được lịch đi. Cho khối vô nha. Ổ này cục mặt quá anh Điệp ơi. Quá cục mặt rồi. Cục mặt đó hả? Ừ. Có không? Có chứ. Ồ, cái tổ trên vậy đó hả? Ờ, anh lên cái tổ trên trời. Anh ăn lên lên. Ồ, còn tổ ngoài kia tổ nữa nghe cân. Ờ.
đừng bắt hai đổ ra là con xuống là được rồi nha. Rồi rồi em nghĩ gì biết ha. đủ rồi. Rồi để bò ra cái nè. Quá. Wow. Trời ơi. Ông kia vừa ra cái coi cho anh coi mặt cái coi. Đó rồi bạn ơi, u u nước mặt đi. Đây nè. Ừ. Ừ, ra rồi. Từ từ. Cái cổ má ơi. Trời ơi, mặt dữ trời. Mặt này cái bọc sao lại cắt hết ta? Hả? Mặt này cái bọc vừa nhỏ của em sao cắt hết ta? Ôi, mặt này cầu 2 lớp ngoài đến 3 lớp mặt. 3 lớp mấy ạ? 3 lớp mấy hả? Ừ. Ở trên đây thấy khái bự lắm. Có 3 lít mấy mà. Dạ, phải được ra rồi thấy rồi này. Chị phủi ông trong đây cho nó ra đi. Chích đi. Ủa quá trời. Cái này nó chút quá ta ngồi đầu nào quay trời. Nhắm này nó hơi chút nữa. Đây cái nhà cục mặt đây nè. Hết cái biết rồi. Mày vô cho ông này vô vô cục mặt đây. Cái nhà xem quá trời luôn. Quá cục mặt đây. Cái này nó vô đầy ấu rồi nha. Quá trời ơi. Nó chồm lên nhánh cây luôn thấy không? Quá khứ. Em đang review. Rồi chuẩn bị cắt con mặt này nha. Mặt này khủng lắm. Anh đừng có nhúng nhích cọng dây đó nha. Em chịu cọng dây đó đó. Tôi đỡ hay hơi à. Cái nhánh này nó chút xuống khó quá nha. Khó làm ăn lắm. Cái này chút xuống. Thank you.
Ừ, dữ lắm nè. Mé bên đây còn con nào quá. Mé bên dưới á, mà mé mé ở ở ngoài rồi không á. Có cuộc gian đòn đấy nha, nhánh này được lên. Còn hổ bên đó nha, đây mặt là gì nha, quá ngon. Cục mặt tấm dồi quá à. Hả? Cục mặt tấm dồi. Có không nè? Dạ, 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 dạ. Có không? Rồi sao nó bên bên nhỏ xíu ta? Đó, bên đó là xíu hả? À? Nó được. Ồ, nó chạy kèo cục mặt vô giữa luôn à. Nó được. À, ở bên đây hả? Bên đó một bự hơn hả? Không biết nữa, bự nè. Rồi, thôi cắt cho nè. Một cái ba lô mặt luôn nè. Trời ơi, cái ba lô này dữ vậy. Ôi ôi, cục mặt này. Ông ơi, cái mép trong này khủng khiếp luôn rồi nè. Cái mép trong dữ lắm rồi. Rồi cái này sao ta, phát lỗ hay sao? Hả? Cái này phát lỗ rồi sao? Chứ đẩy cái nữa. Hả? Phát lỗ nữa. Phát lỗ rồi. Phát lỗ anh lấy cái miếng tay trong anh giá lại. Ừ. Trời quá đắt rồi. Ừ. Để liên hệ giá lại cho. Hả? Anh cắt miếng trong mình sửa lại cho. Rồi nghe anh cắt ổ kia đi. Hả? Chia là làm hai đi luôn hả? Ok. Rồi. Cái này mới muốn nó ra hai ổ không ta? Hai ổ. Hả? Hai ổ. Nó chia hai ổ hả? Ừ. Này cái này dụ. Ôi. Cục mặt tôi bỡ không hết quá. Cái gì? Cục mặt tôi bỡ không hết, tôi vô cái bọc quá. Sao trời cục mặt? Quá rồi. Bự dữ vậy. Cô ơi. Cục mặt rồi cô chú ơi. Nắng cây nó bự nữa. Cái ổ này là trước cắt một xô luôn nè. Vậy hả? Ừ. Mặt hơi nhỏ à. Cái bọc nhỏ nó không vô luôn rồi, đã cắt một xô luôn á. Cái này đẩy ra nó chia hai ổ quá. Cái dao anh cục vậy? Dao ngắn quá, lấy cái dao ấy. Thấy đường không? Mặt này nó hơi già già, nó cứng.
cái hồ không ấy luôn. Nó già. Nó già, nó bởi vì nó hơi chai. Quá im. Dạ anh đưa cho con cầm nha. Rồi, đưa đây. Đem bỏ vô ba lô. Tiếp tục. Mặt chà bá luôn. Lắm ha. Lắm. Hai tổ này lít rưỡi khỏe không? Ok ghê. Hai tổ hả? Ủa, hai cục mặt hả? Cục mặt á cậu. Hai cục này cắt được lít rưỡi à. Bự quá, cái kèo bự quá, cái bè bán bành sạc kia dưới này nè. Còn cái nào anh đã vét cái nữa đây. Vét hả? Rồi. Rồi. Quá trời đã rồi. Quá ngon rồi vậy. Có sâu. Rồi ok cả nhà. Dạ, giờ hai anh em ngồi nghỉ mệt nha nha. Đó, bắt ông không không có chùm đầu luôn nha. Đây. Hốt cây mười mấy tổ mà không có chùm đầu gì hết trơn cả nhà. Đó, tổng tổ lưng kìa. Đó, đó tổng tổ lưng nữa. Rồi rồi cái đó. Cái cây, cái cây thì nó cao nè. Cũng tiếp à. Nhánh này 3 tổ nè. Gió nè. Còn một tổ ơi, ở dưới cờ liên thanh đó kìa. Hỗ trợ quay kìa. Quay nhớ dơm dơm lên cho cục mặt bị đỉa. Quay ổ để thanh giờ, để thanh bắt trước kìa. Ở trên này lỡ chớn ra đâu có trả lại được. Khủng quá nha. Cục mặt đâu trời? Rồi cục mặt nằm giữa không ngon nữa trời. Vậy trời. Ổ nằm không dữ ta. Hả? Quá. Ổ này nãy giờ hung quá. Hung nhẹ nhá. Ổ đó mấy mấy khủng đó được. Trong ta ngộ ta. Hai lít khỏe. Trời ơi trời, có chỉ máy à. Chỉ máy hả? Dạ. Đi bộ này nghe nha. Đấy là mặt cũng ngon vừa rồi nha. Tưởng mặt cũng khủng, khủng, khủng lắm nha. Ai về nó nằm giữa nha. Chích dữ lắm rồi hả? Đây cùng mặt nè cả nhà.
Đổ này mặc vô hay yếu rồi nha. Đổ khủng này vô yếu. Rồi. Cắt ra ra. Hùng quá hai ổ này, hùng quá thật. Lắp lại bà. Dọc bỏ ha. Ủa mặt nó chảy xuống mình. Không được rồi, có ai lại kéo một cây khối đi lên nó mới được. Hết khói hả? Tại bỏ yếu quá mà. Ghê không? Mấy con ông già không à? Quýnh mũi, mũi nào mũi nấy là bê mũi trời. Quýnh em nãy bạch đây chứ. Mặt quá ngon hay nha. Ôi, quá trời. Đứt máy à? Ừ. Dữ vậy trời. Quá hùng vậy. Thank you.
quá trời hung rồi, quá trời quá đất hung rồi. Quá trời phì. Đến thành cắt rồi. Chưa ba lô. Rồi. Để cái đổ này nữa nha. Để cho nó cấm đóng xíu à. Đưa khối vô nha. Ôi ôi cái mặt nó trộm lên cái. Ôi cái mặt. Tiếp vậy. Quá. Vậy. Quá. Để cấm đóng xíu được. Dao bé à. Máng mà máng cho gọi tụi con đi vô cho căn kia đi. Đẹp chưa? Đẹp. Thì có cần anh hỗ trợ gì không? Ổ này ổ giống ổ đực quá à. Ổ đực. Quay chưa? Rồi, cắt mặt ra nha. Cắt cái bình phì chứ nè, để nó phạm bên kia. Tổ này dọc cái hết luôn rồi. Ừ. Dọc cho nó hơi gì đi hết được. Ừ. Rửa kéo qua nha, nó đi luôn quá à. Cắt ở ngoài đó, giờ đang đóng ngoài đó mình đóng ở trong. Ủa, nó tròn, cái nhánh luôn. Nay có mặt không mặt gách nó nữa hả? Thôi cái này nó không gách, không chịu nổi đâu nha. Dữ hả? Cái bọc nhỏ xíu vậy. Cho nó vô đi, cho nó vô đi. Ừ, anh quay thấy nè, vô đi. Phải rồi. Rồi. Quá trời đẩy cho nhà mặt nó thơm. Cắt nó thơm tới mũi luôn. Lít mấy à? Lít mấy, lít dữ. Quá trời ngon. Rồi, giờ xuống anh em ơi. Cùng đồng hành. Ừ. Cho vô cái bọc nữa nè. Ừ. Cây này bao nhiêu tổ ta? Mới nãy quên hả? 10 hay vậy. Để coi anh bắt 3 tổ với tổ này 1 tổ nữa là 4 tổ, 5 tổ, 6 tổ, 7 tổ. À cưng bắt 3. Ờ anh bắt 3 tổ. À cưng bắt 3 tổ, anh bắt 7 tổ. Hồi xuống cả nhà ơi. Rồi, bật xuống cả nhà. Lên cái lên thọc xuống nha. Quá trời hai cái ba lô à. Trời ơi. Chỉ kỹ rồi đẹp ơi. Hả? Chỉ kỹ nha. Cái nhánh hay lớn quá. Hỗ trợ nè.
nóng rồi anh ơi, nóng cho mà trời. Dặn đi. Xuống gì cho lẹ. Bả trời. Ôi trời ơi. Mẹ, cái chân chút thầm quá mở xuống. Cảm nhận sao? Hả? Khỏe không? Quá trời khỏe luôn nha. Khỏe lắm. Khỏe gu. Mát gà rồi cả nhà ơi, chứ gỡ ra cái quá trời hầm. Hơn 2 tiếng không ta? 2 tiếng rưỡi. Mình tính 2 tiếng thôi. 2 tiếng ngồi bên đây bây giờ phải nghỉ rồi, nó mệt lắm. Hốc quá vừa là cái khấu gì người sức ông nó bay dậy nó tấn công lắm. Rồi thôi chị, hồi quay thì bả cho cả nhà xem nha. Đây là hốc chia cả nhà. Đây là phần của mấy anh em mình. Thì 10 lít cả nhà ơi. Hốt được 20 lít cả nhà. Đó, mấy anh em chia nè. Rồi được cái này 10 lít anh chị em. 10 lít. Ừ, đẹp. Quá trời. Đẹp vô review cái cây. Hả? Đẹp vô review cái cây. Quay gì? Bữa nay anh em mình hốt được bao nhiêu lít? Được vòng vòng được khoảng 20 lít mà chia với chủ nhà. Rồi, cái này là anh thâu lại hết của mấy anh em ha. Ừ, thâu lại hết của nó của anh em. Rồi. Gửi tiền cho anh em là được 10 lít. Chủ nhà được 10 lít. Đó. Chia đôi ha. Chia đôi. Đó, chia đôi vô cả nhà. Quá im. Ừ, mật nó ngon. Mật này cực kỳ thơm luôn nghe nha. Ừ. Quá trời này, chấm dầu. Nói trời. Chung là tổ nào cũng như là tổ nấy à. Ừ. Quá trúng. Quá im không? Quá trời ngon cả nhà. Trời trời màu đẹp ghê luôn á. Màu đẹp. Cục mà. Rồi. 800g bắt cục lớn cục nhỏ, cục lớn nữa. Nãy cục thêm đó. Nó thêm vô đó. Rồi chào chào cả nhà các nhà ơi. Chào chào các ơi. Điệp gửi là chào nhà nha. Chúc cả nhà xem clip của Liễu Khanh Vlog luôn luôn dễ và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Cả nhà đừng tiếc gì, hãy để cho Liễu Khanh dưới video bên trái một like nha. Nếu có yêu quý mến em trai thì chia sẻ video cho em trai có thêm động đầu động lực động động. Động lực. Động phòng nó là cà lao hay nói dữ. Động hoài, nói gì.